Thiện mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đi với em trai Đức đi công việc ở trên Sài Gòn thì ghé chợ Tân Bình ăn buổi trưa rồi quay phim lại. Quán Cô Tâm hả? Quán Cô Tâm ở góc cuối hướng bắc chợ Tân Bình. Cái này là Cô Tâm, giới thiệu Cô Tâm. Này bán ở đây bao lâu rồi cô? Cô bán lâu rồi con. Dạ. Cô bán này ra trường nè. Từ năm 1980 là cô bán. 1980 đây giờ. Mà hầu như các món trong đây đều ngon. Nhưng mà thích nhất cái món này. Mùi quảng nha. Mùi quảng. Cái này có thịt heo. Này có giống như miếng phở. Mì tươi á, và đậu phộng. Quan trọng cái nước này là mới ngon. Ăn lần làm ta nhớ hoài. Hai anh em đi ăn rồi đi vòng vòng chơi, quay phim lại gửi cô chú anh chị xem. Mà chim cút mà. Hai năm mà đi mà cũng nhớ hoài. Cho con ăn đây để nó nguội. Lâu đi du lịch chơi hả? Ở đây còn thiếu con chắc. Ở đây. Rồi. Ở phía trước là bán vải quần áo nhiều, nhưng mà phía trong này bán thức ăn lại ngon. Tiếu mì, bánh canh cua, bún mập, bún bò Huế, bún thịt nướng. Rồi giờ Thiện với Đức đi quay vòng chợ. Để đi chợ ga luôn. Chợ Tân Bình này là lớn. Khu này bán thức ăn ngon. Quay một vài ảnh để làm kỷ niệm. Ăn gì anh chị ơi? Ở đây nước mía. Hả? Khu này bán quần áo, ở chợ đầu mối, sỉ và lẻ luôn. Rất là lớn. Giờ này vắng này. Cái này mình lấy ăn thành cơm.
Bữa nay thời tiết nó cũng đỡ, cái là không có nắng lắm, cho nên đi tới lui thấy dễ chịu hơn. Phòng cháy hơn chữa cháy. Đây thì quay chở ra nha, một vòng để đi vòng vòng chợ. Thấy cái cửa hàng bán quần áo là chính luôn đó. Mấy cái nhà cổ hồi xưa nè. Mấy chục năm rồi. Hầu như là cái ngôi chợ này là nhộn nhịp nhất ở quận Tân Bình luôn. Cái chợ này hầu như là tấp nập, người mua người bán, rồi xe cộ chạy tới chạy lui rất là đông. Hồi nãy cô chủ mà bán cái thức ăn, cô nói là chợ này là sau khi hết dịch bệnh á thì cái khôi phục kinh tế nhanh lắm. Các loại quần áo đẹp, vải cũng nhiều nữa. Hầu như là mặt hàng nào loại nào cũng có luôn. Lên trên đây thì thuê xe chạy vòng vòng, đi công việc là sẵn quay lại những hình ảnh để làm kỷ niệm. Ở đây thì quay cái mặt cổng chợ phía trước nha, chợ Tân Bình. Hồi nãy Thiện đi bộ một vòng, bây giờ đi trên xe máy Đức chở Thiện quay phim. Thì cũng hy vọng là trên cái video này sẽ có cô bác ở xa quê mà thấy được những ngôi nhà hay là những người thân quen của mình ở đây thì cũng đỡ nhớ hơn. Thiện cũng lạ chỗ này lắm, tại vì của mình không có gành, cũng không biết làm sao mà giới thiệu, nó chỉ đi một vòng vậy thôi. Để giải này bán đồ giải là cái chợ là đông đúc mà nhộn nhịp bậc nhất ở Sài Gòn. Hầu như là cái cửa hàng nào tiệm nào cũng có người ghé. Chợ thì nghĩ cũng có từ lâu đời lắm rồi, tại vì những ngôi nhà mà cổ ngày xưa ấy, vẫn còn y nguyên đó. Mấy ngôi nhà cũ cũ. Rất là rộng luôn, nhưng mà một vài ảnh quay vậy thôi chứ còn quay hết luôn thì không có đủ thời gian. Thật sự là ngôi chợ này rất là rộng mà mọi người đến đây đông lắm. Trong đây nè,
thôi, rất là đẹp luôn. Như từ cái mặt hàng rẻ bình dân cho tới mặt hàng cao cấp cũng có. Rất là rộng lớn. Rồi chở ra đường Lý Thường Kiệt.